cửa hàng nhà đồ lẻ xin chào các bác. Em lên sóng một chiếc máy Kurumi 8000 BTU chạy rất là khỏe. Các bác mà ngồi trước cái cửa gió này của nó thì lạnh buốt tim gan luôn nhá. Đây là cái cửa gió các bác nhá. Cửa gió của điều hòa thì nó chỉ như vậy thôi, còn đây là mặt lạnh này. Nhiều bác cứ tưởng đây là cái mặt gió, mặt đây là mặt lạnh hút gió vào để thổi khí lạnh ra đây ạ. Nó như cái khe lạnh của cái điều hòa treo tường ạ. Chứ không phải là như cái quạt hơi nước mà gió ta đùng đây đâu các bác nhá. Gió nó nằm ở khe này rất là lạnh. Đấy. Phòng con này các bác lắp cho phòng khoảng 10 đến 12 mét vuông, còn các bác nào thích thì ngồi thay điều hòa cá nhân, ngồi trực tiếp vào nó. Con 8000 BTU chạy rất là khỏe. Em để số 18 này, con này đi kèm một điều khiển. Các bác nhá. Đi kèm một điều khiển. Đấy. Điều khiển học. Tình trạng máy thì nói chung là còn khá là đẹp, ok. Chả có vấn đề gì cả. Chạy lạnh khỏe. Độ lạnh sâu, lạnh buốt luôn. Con này em bán là 3,6 triệu nhá. Giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn, đi kèm một điều khiển học. Các bạn nào chốt thì các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.